Từ cái tâm bất động đó, ví dụ như người cư sĩ giữ được tâm bất động, sống trong lòng ác tâm luôn luôn bất động thẳng rồi. Nhưng mà cái người tu sĩ, cái hoàn cảnh người ta sống ở trong một cái thất, người ta không biết, người ta sống độc cư, người ta không kiết duyên. Còn mấy con bất động nhưng mà con kiết duyên người này kia, mà luôn luôn nào mấy con cũng vẫn giữ bất động. Còn ông này ông giữ được bất động rồi, bây giờ ông vô trong thất ông có một người nằm, ông độc cư, ông mới ra nói chuyện. Thế ông giữ bất động rồi, thích yêu nói chuyện người kia thì ông có thiền định không được. Tức là ông nhập bốn thiền tâm mình không có. Ông cư sĩ này mà đi ra nói chuyện thì không được. Cũng như mấy con bây giờ sống cái tâm bất động, không ai làm mấy con giận hờn phiền não gì hết. Nhưng mấy con vì cuộc sống con phải chí duyên người này kia, cho nên mấy con làm sao có được cái sức thiền định mà có tâm bên được. Các con hiểu chưa? Cho nên cái ông này mà khi mà giữ được cái tâm bất động á, thì bắt đầu người ta khép nó vô độc cư, sống một mình. Sống một mình rồi người ta dạy cái thức ở trên tâm bất động đó, nó sẽ ở cái chỗ bất động đó, nó sẽ đi sâu hơn nữa, tức là giữ tâm bất động đó đó như thế nào ở trên một cái pháp, chứ không có cái phương pháp, chứ không phải là có cái tâm bất động chỉ bất động không, mà cái bất động này nó sẽ nằm ở trên cái phương pháp nào. Do đó cái phương pháp đó nó sẽ dẫn dắt cái người này nó có đủ những cái sức thiền định của nó, cho nên vì vậy mà nó mới nhập các định, nó mới thực hiện tâm lên. Còn bây giờ mấy con tâm bất động nhưng mà khi chết thì mấy con sẽ giảm những bạc thôi, có vậy thôi, coi như nó không tái sanh nữa, không tư hương cái này. Thì còn cái ông này ông muốn cho có thiền định để thực hiện tâm minh chơi, để cho biết Phật pháp nó tới cái sức mà cái lực cao siêu của nó như thế nào cho biết thôi, chứ ông giữ tâm bất động cũng như mấy con cũng vào miết bàn được như rồi, đâu cần phải tu thêm cho mắt thông, phải không? Nhưng mà ông này muốn biết của Phật giáo coi nó còn tới mức nào nữa, phải không? Cho nên ông ráng ông tu thêm. Bây giờ ông ráng tu thêm đó, bây giờ thầy dạy con đi sâu hơn. Thầy bắt đầu bây giờ thầy mới nói bây giờ ông muốn vậy thì cho thầy cho ông cái thất, ông sống đầu tư, ông đừng muốn đi ra nói chuyện với ai được, tôi sẽ dạy ông cách thức để ở trên tâm bất động đó, đi vào cái phương pháp nào để ông đủ cái lực mà ông thực hiện tứ thần túc, đầy đủ tứ thần túc của ông. Bắt đầu bây giờ đó ông đi vào cái phương pháp thầy dạy nó khác hơn. Còn cái tâm bất động nó con vào niết bàn, ông bất động ông cũng vào niết bàn được rồi, ông còn tái sanh luân hồi rồi, đại đạo Phật có bao nhiêu nó đủ rồi nữa. Thôi không, bây giờ muốn thử có cái sức thần thông của đạo Phật có tới mức độ nào, chứ sao mà ngoại đạo nó đọc thần chú cái có thần thông có này kia, nó biết chuyện quá khứ, còn tôi bây giờ tôi bất động mà nói về chuyện quá khứ, chuyện của ai tôi không biết. Rồi như vậy là thấy cái chuyện đạo Phật coi như vậy là nó làm sao nó bằng ngoại đạo được. Nhưng mà ông này muốn tìm cái hiểu cái siêu cao siêu vi diệu của đạo Phật để coi có không. Thì bắt đầu bây giờ vô thì dạy cuối cùng ông đầy đủ coi như ngoại đạo, nó chỉ ở trong tưởng nó thực hiện ra, còn cái này hoàn toàn ý thức điều kiện ý máu tỉnh chỉ thôi, nhập tứ thiền nói chỉnh tỉnh chỉ là nhập tứ thiền, bảo thực hiện tâm nó biết nhiều đời nhiều kiếp ra sao, lệnh của ý thức thiền thì ngay nhiều đời nhiều kiếp nó thông suốt. Bây giờ tương lai một lát nữa 10 giờ 12 giờ tai nạn có xảy ra không, thì nó thấy biết 12 giờ này không có tai nạn gì hết, mà nó thấy biết là 12 giờ này đi ra tại cái cảnh tư đường đó, tại góc đó đó sẽ bị tai nạn giao thông, thì ngay đó đi ra đó thì quy liền hả. Bởi vì nó đã biết gì tương lai của nó xảy ra cái gì, nó biết như vậy là rõ ràng đạo Phật đâu phải mù mờ đâu, nhưng mà đạo Phật chỉ cần tâm bất động đủ rồi, không cần bao nhiêu rồi đủ rồi mấy không cần, còn cái kia để thể hiện cái siêu việt cái hay của nó thôi, chứ có cái gì đâu. Anh có thêm đi nữa anh cũng dọn những vàng cũng vậy, mình điều anh ở anh thêm để cho biết Phật giáo nó có cái khả năng gì thôi, con hiểu chỗ này không nói không, nó đơn giản vậy thôi.